biệt kích Afghanistan có thể gia nhập quân đội Anh, như các chiến binh Gurkha nổi tiếng. 1 tháng 9 năm 2021, các biệt kích tinh nhuệ của chính phủ Afghanistan trước đây có thể sẽ gia nhập quân đội Anh. Một số chính trị gia Anh đang kêu gọi quân đội nước này thành lập một trung đoàn mới từ lực lượng biệt kích, thu nạp lực lượng biệt kích của chính phủ Afghanistan vừa sụp đổ. Lính biệt kích Afghanistan, ảnh chụp ngày 14 tháng 4 năm 2017. Nếu Anh tham gia một lần nữa vào các hoạt động quân sự chống lại Taliban, các biệt kích người Afghanistan có thể chiến đấu với kẻ thù cũ của họ, nhưng lần này là trong bộ quân phục của Anh. Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, đó là bởi vì quân đội Anh đã có một trung đoàn lính đến từ Nam Á, biệt kích Gurkha huyền thoại, nổi tiếng là những chiến binh thiện chiến hàng đầu thế giới. Các thành viên quốc hội từ đảng bảo thủ của Anh đã đề xuất thành lập một trung đoàn người Afghanistan mới, tương tự như lữ đoàn Gurkha, bao gồm hơn 4.000 binh sĩ Nepal được người Anh tuyển mộ lần đầu cách đây 200 năm, theo Daily Telegraph. Craig Lauren, một cựu tướng quân đội Anh và chỉ huy đặc nhiệm Gurkha, người đã viết một số lịch sử và tiểu thuyết về người Gurkha, nói có thể đây chỉ là việc để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong quân đội Anh. Lauren nói với Forbes, quân đội Anh sẽ thật ngu ngốc nếu không nắm bắt cơ hội này để có được một đội ngũ có năng lực đáng kể với chi phí rất thấp, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều đơn vị bộ binh của quân đội Anh vẫn còn thiếu quân số. Quân đội và cảnh sát quốc gia Afghanistan bị chỉ trích là tham nhũng, được lãnh đạo và đào tạo kém, có vấn đề về lòng trung thành và nhìn chung là không hiệu quả trước Taliban. Nhưng quân đoàn biệt kích tình nguyện chỉ khoảng 20.000 binh sĩ đã tạo được danh tiếng tốt đến mức họ trở thành đội đặc nhiệm của chính phủ. Chuyện về lính đánh thuê Gurkha thiện chiến, từng bảo vệ thượng đỉnh Mỹ Triều. Tại thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên được tổ chức ở Singapore hồi năm 2018, nước chủ nhà đã thuê các chiến binh Gurkha lừng danh bảo vệ sự kiện. Điều đó cho thấy lực lượng Gurkha được đánh giá rất cao về khả năng chiến đấu. Lính đánh thuê Gurkha được đánh giá rất cao về khả năng chiến đấu. Năm 1815, quân đội Anh cố gắng chinh phục Nepal, nhưng bị chiến binh người Gurkha của Nepal đánh bại dễ dàng. Vì vậy, các sĩ quan Anh quyết định rằng, nếu không thể đánh bại, họ sẽ kêu gọi những người Gurkha gia nhập quân đội Anh. Một hiệp định hòa bình đã chấm dứt mọi cuộc chinh phạt của Anh ở Nepal, và người Gurkha đồng ý gia nhập quân đội Anh. Người Gurkha đã tham gia một số cuộc chiến, bao gồm cả một số cuộc chiến tranh thế giới và chiến tranh Falkland Malvinas. Được biết đến như một trong những lực lượng thiện nghệ và hung dữ nhất trên thế giới, tộc Gurkha đã gây ấn tượng mạnh và khiến nhiều người khiếp sợ. Dưới đây là một số câu chuyện và những người lính Gurkha dũng cảm nhất. Vào năm 2010 tại Afghanistan, trung sĩ Di Prasad Pan đã một mình chống lại 30 lính Taliban. Khi Pan đang canh gác trên nóc của một trạm kiểm soát, những kẻ tấn công đã ập đến khu phức hợp từ mọi phía với súng chống tăng và súng AK-47. Chỉ mất chưa đầy một giờ, Pan giết hết số lính Taliban. Anh ta đã sử dụng tất cả số đạn dược của mình, 400 viên đạn và 17 quả lựu đạn, để hạ gục từng kẻ tấn công. Khi Pan hết đạn, một người lính Taliban đã leo lên mái nhà, nhưng bị Pan dùng một chân súng máy ném trúng. Những người Gurkha không bao giờ bỏ lại đồng đội. Khi một đội quân Gurkha bị phục kích ở Afghanistan vào năm 2008, binh sĩ Yubrat Zai trúng đạn và bị thương nặng. Nhưng đại úy Gajender Angdember và hai binh sĩ Rifleman Dan Gurung, Manju Gurung đã dìu Zai băng qua bãi đất trống dài hơn 100 mét dưới hỏa lực dày đặc. Tại một thời điểm, một trong những người lính cùng lúc sử dụng cả súng trường của mình và súng trường của Zai để bắn trả kẻ thù. Năm 1945, binh sĩ Rifleman Lakhiman Gurung trong chiến hào chỉ với hai người khác khi hơn 200 lính Nhật nổ súng tấn công. Đồng đội của Gurung bị trọng thương. Khi những quả lựu đạn lần lượt bay tới, Gurung cố ném trả từng quả. Anh ta đã thành công với hai quả đầu tiên, nhưng quả thứ ba phát nổ ngay trên tay. Các ngón tay của Gurung đứt lìa và mặt, cơ thể, tay và chân phải bị thương nặng. Khi quân Nhật xông vào chiến hào, Gurung dùng tay trái cầm khẩu súng trường hạ gục 31 lính Nhật và ngăn cản số còn lại tiến lên. Gurung sống sót và được trao tặng một huân chương Victoria vào cuối năm đó. Banu Bata Gurung, người đã chiến đấu chống lại quân Nhật ở Myanmar trong Thế chiến thứ hai, đã được trao tặng một huân chương Victoria vì đã tự mình chiếm được một bong khe. Đội của Gurung chỉ với 10 người phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ súng máy, lựu đạn, súng cối và một tay súng bắn tỉa. Gurung bắn hạ tên bắn tỉa rồi lao lên dốc một mình. Anh ném lựu đạn vào một hố cá nhân, tiêu diệt tay súng ở đó. Vượt xa các đồng đội, Gurung sau đó lao vào bong khe bằng hai quả lựu đạn khói và con dao Kukri lưỡi cong nổi tiếng của người Gurkha. Anh ta đánh bại hai lính Nhật bằng con dao và một tên khác bằng đá. Năm 1944, Aganjing Zai dẫn đầu một trung đội Gurkha tiến lên một sườn núi ở Myanmar trong khi kẻ địch ngoài vũ khí cá nhân còn có súng máy và hai khẩu pháo 37mm chống tăng. Mặc dù phải chịu thương vong nặng nề, Zai và người của anh đã hạ hai khẩu đội súng 37mm. Zai sau đó đã được trao tặng huân chương Victoria. Khi chiến đấu ở Myanmar trong Thế chiến thứ hai, Rifleman Ganju Lamer bị thương nặng, cổ tay trái bị gãy, cộng thêm các vết thương ở tay và chân phải, trong khi vẫn phải đối đầu với ba xe tăng Nhật Bản. Anh ta bỏ ra giữa trận địa, tiêu diệt từng chiếc xe tăng bằng súng chống tăng, bắn hạ những người lính chạy ra khỏi xe tăng, không cho ai chạy thoát. Sau đó, Lamer được đưa đến bệnh viện trên cáng và sau được tặng một huân chương Victoria.
Video du cảng kiểu Taliban treo người vào trực thăng đang bay gây xôn xao mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh Taliban lái trực thăng Black Hawk với một người bị treo lơ lửng bay qua thành phố Kandahar đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình cảnh người đàn ông treo lơ lửng trên máy bay. Ảnh India Today. Theo hãng tin Reuters Anh, hôm 30 tháng 8, mạng xã hội Twitter xuất hiện một đoạn video cho thấy một người đàn ông treo lơ lửng dưới trực thăng quân sự E-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất bay trên bầu trời Afghanistan. Đoạn video ngay lập tức gây xôn xao mạng xã hội khi được chia sẻ liên tục, thu hút hàng triệu lượt xem và gây ra nhiều đồn đoán. Một ý kiến cho rằng sau khi Taliban thu được chiến lợi phẩm là hàng chục chiếc trực thăng E-60 của Mỹ, lực lượng này đã mất 4 đến 5 ngày để học lái và giờ đây dường như đang dùng nó để hành quyết người dân thường. Một tài khoản có tên Talib Tham, tự mô tả là tài khoản chính thức bằng tiếng Anh của Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan, trước đó cũng đăng video này với chú thích lực lượng không quân của chúng ta. Vào lúc này, trực thăng của lực lượng không quân Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan đang bay trên thành phố Kandahar để tuần tra. Video du cảng kiểu Taliban treo người vào trực thăng đang bay gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, những hình ảnh và video khác dường như đã bác bỏ thuyết âm mưu lan truyền trên mạng xã hội rằng đây là cảnh một người đàn ông bị Taliban treo cổ. Các góc quay chi tiết và cận cảnh hơn cho thấy người đàn ông treo lơ lửng này vẫn còn sống và còn vẫy tay xuống phía dưới. Người này cũng được buộc dây nối với trực thăng vào phần bụng, không phải ở phần cổ như nhiều người đồn đoán. Nhà báo tự do Bilal Saoi đã phản hồi lại video này bằng bình luận trên Twitter rằng phi công điều khiển trực thăng Black Hawk là người quen của anh. Phi công điều khiển trực thăng là người mà tôi đã quen biết trong nhiều năm qua. Anh ấy từng được đào tạo ở Mỹ và UAE. Anh ấy xác nhận với tôi rằng anh ấy đã lái chiếc trực thăng Black Hawk này. Người bị treo lơ lửng phía dưới là một tay súng Taliban đang cố bông cờ của lực lượng này trên bầu trời, song không thành công, Saoi nói. Hiện Twitter cũng gắn nhãn video này là tư liệu truyền thông bị hiểu sai ngữ cảnh. Mạng xã hội này cũng dẫn nguồn tin từ các báo lớn và khẳng định Taliban không treo cổ người bằng trực thăng Mỹ trong video. Video du cảng kiểu Taliban treo người vào trực thăng đang bay gây xôn xao mạng xã hội. Điểm nhấn trong cuộc diễu binh của Taliban ở thành phố lớn thứ hai Afghanistan. Taliban đã cho tổ chức cuộc diễu binh ở thành phố lớn thứ hai của Afghanistan với sự xuất hiện của nhiều phương tiện quân sự Mỹ. Taliban đã cho tổ chức cuộc diễu binh ở Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, để ăn mừng sau khi Mỹ hoàn thành rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia Trung Á và kết thúc 20 năm tham chiến. Điểm nhấn trong cuộc diễu binh của các tay súng Taliban là sự xuất hiện của hàng loạt xe quân sự mà nhóm phiến quân này đã chiếm hữu sau khi giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Theo đoạn video được AT công bố, đoàn xe quân sự quy mô lớn chở theo hàng trăm tay súng Taliban đi khắp các con đường ở thành phố Kandahar vào ngày 1 tháng 9. Số xe quân sự này bị Taliban tịch thu từ quân đội Afghanistan trong quá trình binh sĩ chính phủ tháo chạy khỏi những khu vực bị lực lượng phiến quân tấn công và giành quyền kiểm soát. Trong quá trình di chuyển trên đường, các xe quân sự của Taliban liên tục bấm còi inh ỏi và còn treo cờ của lực lượng này để thu hút sự chú ý. Hàng chục chiếc xe bọc thép Humvee với nhiều chủng loại khác nhau bao gồm xe tuần tra M1117 được nhìn thấy có mặt trong đoàn diễu binh của Taliban. Ngoài ra, các tay súng phiến quân Taliban còn điều khiển cả xe bọc thép International Max Pro đi trên đường, cùng đoàn dài xe tải loại nhỏ không mui từng được lực lượng bán quân sự Afghanistan sử dụng. Binh sĩ Taliban không ngừng khoe súng và pháo trang bị trên các xe trong những đoạn video về cuộc diễu binh được công bố trên mạng xã hội. Đặc biệt, một chiếc trực thăng Black Hawk được nhìn thấy bay phía trên đoàn diễu binh dưới mặt đất. Chiếc máy bay của Mỹ bay ở tầm thấp và bị treo cờ Taliban. Trước đó, trong bài phát biểu hôm 30 tháng 8, tướng thủy quân lục chiến Kenneth McKenzie, tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, cũng đã thừa nhận quân đội Mỹ để lại 73 chiếc máy bay ở Afghanistan. Tuy nhiên, tướng McKenzie không nói cụ thể đây là trực thăng hay máy bay cánh cố định. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng khẳng định những máy bay bị Mỹ bỏ lại không còn khả năng bay và sử dụng. Cuộc diễu binh ở thành phố Kandahar được thị trưởng do Taliban chỉ định là Haji Yusuf Wafa tổ chức. Thị trưởng Wafa còn xuất hiện trước đám đông tập trung ở một sân vận động để ca ngợi những kết quả mà Taliban đã giành được. Sau khi Tổng thống Joe Biden ra tuyên bố hồi tháng 5 về việc Mỹ sẽ hoàn thành rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9, Taliban đã nhanh chóng cho triển khai các đợt tấn công và giành quyền kiểm soát hàng loạt khu vực trên lãnh thổ quốc gia Trung Á. Đáng nói, việc thủ đô Kabul rơi vào tay Taliban hôm 15 tháng 8 đã khiến Mỹ và các nước phương Tây vô cùng kinh ngạc. Thủ đô Kabul thất thủ đã dẫn tới tình cảnh hỗn loạn giữa lúc quân đội Mỹ và các nước đồng minh triển khai sơ tán công dân và người Afghanistan từng làm việc cùng. Nhiều thương vong đã xảy ra trong quá trình người dân Afghanistan đổ xô tới sân bay Kabul với hy vọng được lên các chuyến bay đi sơ tán. Đỉnh điểm hai vụ tấn công khủng bố xảy ra vào đêm tối ngày 26 tháng 8 đã cướp đi sinh mạng của 170 người bao gồm 13 binh sĩ Mỹ. Tổng thống Joe Biden hồi đầu năm ra hạn chót rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8. Nhiều người Afghanistan được sơ tán từng làm việc cho quân đội và đại sứ quán Mỹ, cùng các nước khác trong liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Tên lửa Mỹ xóa sổ cả gia đình Afghanistan.
Esmarai Ahmadi đang chơi đùa cùng con cháu thì tên lửa Mỹ bất ngờ lao vào một xe bom gần đó, xóa sổ gia đình 10 người ở Kabul. Khi Esmarai Ahmadi trở về ngôi nhà ở thủ đô Kabul sau giờ làm việc tối 29 tháng 8 2021 như thường lệ, ông được chào đón bởi đám đông trẻ con trong nhà, bao gồm các con trai, con gái và nhiều đứa cháu họ. Esmarai lái chiếc ô tô màu trắng lên vỉa hè trước ngôi nhà khiêm tốn nằm ở khu Quaha Berga đông dân cư phía tây bắc Kabul, sau đó đưa chìa khóa xe cho con trai cả. Đám trẻ sau đó dồn vào trong xe để chơi đùa, trong khi Esmarai đứng theo dõi ở bên cạnh. Đột nhiên, một quả tên lửa từ trên trời lao xuống. Chiếc xe màu trắng của Esmarai nổ tung, giết chết 10 người trong nháy mắt. Người thân gia đình Ahmadi bên cạnh chiếc xe bị phá hủy trong đòn không kích hôm 29 tháng 8 ảnh AFP. Quân đội Mỹ hôm 29 tháng 8 cho biết đã không kích phá hủy một xe bom chứa đầy thuốc nổ ở Kabul, tiêu diệt nghi phạm và chặn đứng âm mưu đánh bom tự sát nhằm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai. Một ngày sau, các thông tin cho thấy dường như họ đã phạm sai lầm khủng khiếp với đòn không kích này. Quả tên lửa bắn trúng chiếc xe đầy trẻ em trong nhà chúng tôi. Tất cả đều thiệt mạng, Emo Ahmadi, anh trai của Esmarai, cho biết. Con gái ông là một trong 6 trẻ em thiệt mạng trong sự việc. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby giải thích rằng tên lửa Mỹ khi đánh trúng chiếc xe bom đã kích hoạt khối thuốc nổ bên trong, tạo ra vụ nổ thứ hai, lớn đến mức phá hủy cả chiếc xe cạnh đó và khiến dân thường thiệt mạng. Không ai muốn điều này xảy ra, nhưng chúng tôi khi đó cũng tin rằng một mối đe dọa hiện hữu sắp xảy đến với các binh sĩ ở sân bay Hamid Karzai, cũng như dân thường xung quanh đó, Kirby nói. Khi các phóng viên tới hiện trường hôm 30 tháng 8, Emo đang chờ đợi người thân đến giúp đỡ chuẩn bị mai táng nạn nhân. Em trai tôi và 4 đứa con đã thiệt mạng, tôi mất con gái nhỏ và nhiều đứa cháu, ông cho hay. Chúng tôi đã biết thông tin về thương vong dân thường sau cuộc tấn công vào một chiếc xe ở Kabul, Đại tá Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ CENTCOM, cho biết trong một tuyên bố hôm 29 tháng 8. Khi hàng xóm của gia đình Ahmadi nghe thấy tiếng nổ, họ nhanh chóng đến hiện trường để giúp đỡ. Tất cả trẻ em đều chết trong xe, người lớn thiệt mạng ở bên ngoài. Chiếc xe cháy dữ dội, chúng tôi còn không tìm được mảnh thi thể nào, một người hàng xóm tên Sabia cho hay. Không rõ điều gì có thể đã xảy ra và chúng tôi đang điều tra thêm. Chúng tôi sẽ vô cùng đau buồn nếu xảy ra khả năng người vô tội thiệt mạng, Đại tá Urban cho biết. Tuy nhiên, những lời này dường như là vô nghĩa với người dân ở khu Quaha Berga. Taliban sát hại chúng tôi, IS tàn sát chúng tôi và giờ người Mỹ cũng giết chúng tôi. Tất cả họ đều nghĩ những đứa trẻ là khủng bố sao, Rashid Nori, một hàng xóm của gia đình Ahmadi, nói. Taliban tuyên bố chiến thắng từ Kabul, chiến tranh ở Afghanistan đã kết thúc. Taliban tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm chống ngoại binh và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan. 15 tháng 8 năm 2021. Tình hình Afghanistan ngày càng bất ổn, Nga dồn dập tập trận ở Trung Á. Sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul sau đó đã dẫn đến một cuộc nội chiến vào những năm 1990, trong đó Taliban ra đời và cuối cùng nắm quyền kiểm soát hầu hết đất nước cho đến khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự lớn năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, 50 tay súng Taliban đã bất ngờ đầu hàng các lực lượng an ninh nước này tại tỉnh miền Bắc Zoyan vào đêm 4 tháng 8. Taliban tái chiếm nhiều vùng đất trong hòa bình không cần đánh vẫn thắng. Taliban không đánh cũng thắng, hàng trăm quan chức và binh sĩ Afghanistan bỏ chạy. Taliban tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm chống ngoại binh và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn ở Afghanistan. Từ dinh tổng thống ở Kabul, Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và sẽ sớm công bố mô hình quản lý và chế độ rõ ràng. Tâm lý lo sợ bao trùm thủ đô Kabul một ngày sau khi Mỹ rút hết quân. Một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm khắp thủ đô của Afghanistan một ngày sau khi lực lượng Mỹ rút hoàn toàn. Các chiến binh cầm cờ Taliban tập trung ăn mừng lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan. Ảnh AFP Getty Images. Rất ít ô tô hoặc người đi bộ trên các con đường. Hàng nghìn người Afghanistan chen chúc tuyệt vọng xung quanh sân bay từ những ngày trước nay đã biến mất trong đêm, để lại đầy rác rưởi và hành lý vứt bỏ. Maler Ras Mohammed Zakawi, chiến binh Taliban phất cờ ăn mừng dọc một con đường chính ở Kabul, cho biết hôm nay là ngày chúng tôi giành được tự do của mình. Đây là kết quả của 20 năm tranh đấu. Tay súng 27 tuổi đến từ tỉnh Farah chưa từng đến Kabul cho đến khi Taliban chiếm thành phố thủ đô chỉ hơn 2 tuần trước. Đây sẽ là một thành phố thủ đô tuyệt vời, và chúng tôi sẽ làm cho nó tốt đẹp hơn nữa. Kabul sẽ sớm trở thành một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới, chiến binh này lạc quan phát biểu. Nhưng những con đường ở Kabul thật trống trải, cho thấy rằng đối với nhiều người Afghanistan, sự ra đi của các lực lượng nước ngoài đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ bất ổn khác, khi họ chờ đợi xem kiểu chính phủ nào, nếu có, sẽ kế tiếp. Kể từ khi Taliban chiếm Kabul vào giữa tháng 8, nhóm lãnh đạo của lực lượng này đã gặp các cựu quan chức Afghanistan, nhưng các cuộc đàm phán đều không đi tới vấn đề thực chất hoặc không có dấu hiệu tiến triển. Đó là một chiến thắng cho Taliban, nhưng là khoảnh khắc đáng sợ với người dân Kabul, một nữ nhân viên công tác xã hội 23 tuổi cho biết.
Các chiến binh cầm cờ Taliban tập trung ăn mừng lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan. Ảnh AFP Getty Images. Xin giấu tên.